Em đi. Theo thứ tự đi đúng em không? Đi, có gì anh gánh nha. Có, theo thứ tự thôi, gánh gì ở đây. Rồi. Cố lên. Misty and Cindy, one to see. 3, 2, 1. Thắng quyết định. Ủa nha, ra giày là ra cái búa hay ra cái bao? Trời đất, cái búa ta để thôi. Bớt lại. Rồi, thôi chị đi trước đi. Rồi lên. Chúng ta hãy cùng mít thi nhanh như chớp. Câu đầu tiên, trên cơ thể người ở đâu là có tiền? Miệng. Nói chữ tiền. Không, chính xác. Một chỗ liên quan tới tiền đó là đồng tiền. Má lắm đồng tiền. Đây biết nè. Đây. Đáp án là má lúc đồng tiền. Ở cuối đường chân trời là gì? Không là gì hết. Không chính xác. Sai rồi. Ai biết? Cuối đường chân trời là một cái gì đó? Là mây. Là chữ Y. Là chữ Y. Là chữ Y. Chữ Y đó. Mèo. 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 Chấp nhận. Bình tĩnh em ơi, câu hỏi mèo xen vô giữa nhiều lắm. Bình tĩnh. Ở cuối con đường tình yêu là gì? Đám cưới. Trời ơi. Mẹo đó. Nhưng mà lựa chọn của con là đám cưới rồi. Ủa, cuối con đường tình yêu nào phải đám cưới sao? Vậy nó mới viên mãn anh. Vậy hả? Không chính xác. Trời ơi, một người mới cưới mình không đánh giá câu hỏi này. Đúng rồi. Anh đứng đây em mới nói vậy đó. Cuối tình yêu phải là đám cưới. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trò chơi ô ăn vàng có bao nhiêu ô? Rồi chí mạng vậy không biết luôn. Trời ơi. 10 ô. Em còn nhỏ mà không biết chơi. Không, chính xác. Mấy ô? 12 ô. Rồi, đếm đi. Em nghi rồi. 5 ô này, hai bên với lại hai ô đầu nữa. Đúng, chính xác. Nãy giờ đúng câu nào chưa? Xém đúng mà. Nãy giờ là 4 câu rồi đó. Chưa đúng câu nào? 6 phát lên. Đầu nào biết bay? Cái gì vậy? Đậu. Đậu bay. Đậu thân. Đậu bay là không chính xác. Ê, bé này hay nè. Có những cái kiến thức vượt ngoài tầm kiểm soát của con người luôn á. Đậu gì biết bay? Đậu bay. Đậu bay. Cơ thể chỗ nào có tiền, cái miệng nói tiền tiền là có tiền. Đậu đậu. Cái này tôi đố mẹo luôn nè. Đường đi đến đâu là lạnh nhất? Đường băng. Không chính xác. Đường đi vào tim em. À. Bởi vì người ta hát đường vào tim em môi băng giá. Nãy giờ mình đúng câu nào chưa? Cái ghế có bị hư không vậy? Chắc quá. Lên dính keo à. Những ghế bị hư sao? Những ghế bị hư quá. Chứ chương trình này chưa có ai dạy hết á. Nếu Giang hướng mắt về phía mặt trời thì Giang sẽ không nhìn thấy gì? Đó. Nếu Giang hướng mắt về mặt trời, Giang sẽ không nhìn thấy gì? Giang bị mù. Không chính xác. Ủa đâu bị mù đâu, thấy gì đâu. Khi mình hướng mắt về phía mặt trời thì mình sẽ không thấy bóng của mình. À, anh phải hỏi là Giang sẽ không thấy. Đúng rồi ha. Thưa quý vị, chúng tôi đã vượt qua câu hỏi số 7 một cách rất nhẹ nhàng. Nãy gì? Mũi. Mũi gì không thở được? Mũi tàu. Chính xác. Trời ơi. Anh Giang ơi, anh Giang. Em trả lời đúng rồi. Mà bên đội này vỗ tay luôn. Đúng rồi, vỗ tay luôn đi, vỗ tay. Chúc mừng. Thì con bé nó tự hào ghê chưa. Cố lên em. Câu hỏi là bình gì không cầm được? Bình gì không cầm được hả? Bình tĩnh. Có ai đi chơi mà cầm bình tĩnh vậy? Đúng rồi. Ở một cái người thường là trả lời là bình tĩnh thì không cầm được, bình thản. Đáp án này chúng tôi chấp nhận là đáp án chính xác. Bình tĩnh. Hay quá. Dạ, câu này có thể trả lời là bình dương, bình phước, bình thú, bình điền. Cái gì đốt mà lại không đốt? Cái gì đốt mà lại không đốt? Đốt củi. Dạ. Cái gì? À lộn, đốt tre. Cây tre chăm đốt đúng không? Đáp án đầu tiên là đốt củi không chính xác. Đáp án phía sau chính xác nhưng không chấp nhận. Đúng rồi, đốt tre. Lộn, nãy lộn hai cái đốt. Cố lên. Chiếc taxi đang đi trên đường, bỗng nhiên trời tối sầm lại vì sao? Nó đi vô cầu. Nó đi xuống cái cầu á, cái cầu thì nó che hết, tối thui đâu thấy gì đâu.
Không, chính xác. Không có cầu nào tới thua, chỉ có đi hầm. Ờ ha, hầm cầu. Hầm cầu. Hầm cầu. Hầm cầu. Cầu nào cầu. Nể thiệt, trả lời câu nào con nấy đỉnh cao. Trái gì cô độc nhất? Nhanh, hết giờ. Cô... trái gì cô độc nhất? Cô lược. Không chính xác, trái sầu riêng. Sầu riêng là gì? Là sầu một mình đúng rồi. Tôi á. Đỉnh cao của Misty ngày hôm nay quá dữ dội. Hai đáp án liên tiếp chính xác. Cảm ơn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Cindy V. Hai câu à, dễ quá. Chứ gì mà nó, em đang tính coi thử thần kinh đối thủ như thế nào đang định kêu người. Mình đang thần kinh đó. Bớt coi người khác lại. Mời lên ghế, Cindy. Cindy V đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Trên cơ thể người ở đâu là có tiền? Trên cơ thể người ở đâu là có tiền? Ờ, bàn cái... tay. À? Bàn tay. Không chính xác. Đáp án là mình cười á. À, ok, ok. Trên má có lúm đồng tiền. Câu hỏi tiếp theo, ở cuối đường chân trời là gì? Cầu vồng. Cầu vồng. Không chính xác. Mèo, mèo, mèo. Đáp án là chữ Y. Ok. Rồi biết rồi ha. Giờ biết okay, rồi okay. Ha. Rồi. Thế nào câu tiếp theo cũng sẽ không phải là đố mèo nè. Thế nào câu tiếp theo sẽ không phải là đố mèo nè, đúng không? Rồi, coi. Coi tiếp theo. Ở cuối con đường tình yêu là gì? Nó đó. Chữ U. Chữ U. Chữ U hả? Chính xác. Rồi tiếp theo, trò chơi ô ăn quan có bao nhiêu ô? Không. 12 ô. Chính xác. Sao biết? Không biết mà đoán đúng anh ơi. Ôi như vậy là bây giờ là hai đều rồi. Em đúng đáp án một cái nữa thôi là em thắng đó. Đậu nào biết bay? Có hai quốc tịch thì sao biết được đậu này? Người gì? Người Việt, người Việt Nam không biết các bạn. Chị dậy, em chị cũng không biết mà. Không biết nữa. Trả lời lại, trả lời lại. Đúng đậu, đúng đậu. Đúng đậu. Trời ơi. Đáp án là đậu rồng. À, ok. Ờ, em câu hỏi tiếp theo. Đường đi đến đâu là lạnh nhất? Đố mèo. Đố mèo nha, đố mèo nha. Đi đến đâu nha? Đường đi đến đâu lạnh nhất? Nhé 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 nhé. Đường đi Bắc Cực hả? Không, chính xác. Bắc Cực là không chính xác. Đây là anh Hoàng Phi biết nè. Đó chính là đường vào tim em ôi băng giá. Oh wow. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Nếu Giang hướng mắt về phía mặt trời thì Giang sẽ không nhìn thấy gì? Trả lời cho bên dưới mặt trời. Xem, không thấy gì hết. Mặt trời nó quá chói rồi. Không chính xác. Tại sao không? Đó đáp án là không thấy bóng của mình. Đấy. Rồi câu hỏi tiếp theo. Mũi gì không thở được? Mũi gì không thở mũi được? Mũi gì mà không thở được? Con mũi. Vậy sao nó sao? Ủa cái đó là con mũi hả? Con mũi nó bay chứ nó đâu có thở gì đâu. Ôi trời. Đáp án là không mũi. Chính xác. Con mũi khác con mũi. Ồ, cái đó là ui. Đúng rồi. Đáp án là mũi tàu hoặc là mũi tên. À. Đấy. Câu hỏi tiếp theo. Bình gì không cầm được? Bình. Trời ơi, thời gian. Như vậy là CTV cũng đúng đáp án liên tiếp hai câu.